cùng mình đã thi xong. Bây giờ thật sự clip này mình sẽ không có lên kịch bản gì, nghĩ gì nói đấy. Nó sẽ giống kiểu dạng vlog. Thế nên là nó sẽ không có nhiều những cái thông tin kiểu dạng như là mang tính học thuật, hay là các bạn có thể học được cái gì từ clip đâu. Nếu các bạn muốn học thì những cái liên quan đến productivity hay là cái gì đấy làm việc hiệu quả, cứ thế mà xem clip khác. Clip này mình chỉ muốn chuyện thôi. Mình sẽ nói cho các bạn biết đó là kỳ thi online ở bên Tây nó tổ chức như thế nào. Thứ nhất, nó là một cái trường mình học ấy. Cái trường mình học là trường Trinity. Trường này luôn tự hào nó là nằm trong top 100 cái trường đại học trên thế giới. Nhưng mà hình như trường này tụt 100 mấy rồi trong bảng xếp hạng gì đó. Giờ cái gì đấy mình không biết. Và trường mình có một đặc điểm đó là cực kỳ thích thi, rất thích tổ chức thi. Và cái việc tổ chức thi của trường mình nó rất là khủng khiếp. Kỳ 1 nhá, khóa thạc sĩ tài chính của mình là mình sẽ học 6 môn kỳ 1 này, 6 môn ở kỳ 2 và một cái khóa luận. Thì 6 môn ở kỳ 1 ấy, mình sẽ là những môn bắt buộc mình phải học. Nó như kiểu lý thuyết đầu tư này, nó liên quan đến phái sinh này, cái gì nữa nhỉ, tài chính doanh nghiệp cái gì đó đấy. Thì cái kỳ 1 nó thi nó rất là căng, bởi vì những cái môn này nó, thứ nhất là trước khi mình học tài chính thì mình không có kiến thức tài chính, mình sang đây mình học. Và trước khi mình đi du học thì nói chung cái câu chuyện này cũng rất là dài, chắc là mình sẽ không kể sau, chỉ này chỉ kể thi thôi nhá, chỉ kể cái này dài lắm. Thì kỳ 1 thi mình sẽ phải bắt tàu đến một cái sân vận động và sẽ có gần 2-3 nghìn bạn ấy cùng thi với mình trong các ca, những ca buổi sáng, ca buổi chiều, sáng thứ hai, chiều thứ hai, sáng ba, chiều tư, sáng năm, chiều dậy. Thì môn cái khóa tài chính của mình là khóa sẽ phải thi tất cả các môn, môn nào phải thi hết, học 6 môn thì một thi cả 6. Thì mình có ở cùng cả một số bạn, như là một số bạn học về management, một số bạn học về human resource management. Thì các bạn thì sẽ thi ít hơn mình, như các bạn thi 2-3-4 môn các thứ, 1-2-3-4 môn. Thì nói chung là mình thì thi kiểu đẹp hay, bởi mọi người cứ tưởng tượng như là mình học 2-3 tháng nhá, xong mình sẽ được cho 2 tuần để nghỉ để ôn thi. Đến ngày thi thì bắt tàu đến sân vận động ngồi thi, kiểu cảm giác nó cũng rất là thú vị. Ôi dồi, thi kỳ 1 là nó lại còn không cho mặc áo khoác nhá, mà thời tiết hồi đấy nó cũng lạnh, cũng mười mấy độ thôi, chắc còn cứ thứ 10 độ ấy, mà nó không cho mặc áo khoác, bởi vì là nó sợ mình sẽ nhét phao vào áo khoác đúng không? Và xong rồi nó không cho mặc, nó chỉ cho mặc áo len thôi, hay là những cái áo mà nó không có túi hết thôi ấy. Thế xong rồi, ui, cái kỳ thi đấy cũng nhiều cái để kể lắm. Thôi, kể cái kỳ thi này thôi, kỳ thi đấy khi lại kể sau đi, bởi vì nhiều cái lắm. Thì đấy, nói chung là cái việc trường mình nó rất là không thích tổ chức thi kiểu offline như này, online như này, nên là cái đây là một cái nó thực sự là unprecedented. Nghĩa là cái gì nhỉ? Nghĩa là nó chưa có tiền lệ. Đấy là cái mà trường mình rất là không thích, nhưng mà cuối cùng trường mình phải làm. Và giáo viên cũng rất là bất ngờ khi về cái quyết định đấy, bởi vì là cái khi mà mình đang học ấy, thì cái giáo trình mình được học này, cái cách mình được dạy ấy, nó là học và dạy theo kiểu là để thi offline, bởi vì nhiều cái mình sẽ phải nhớ. Ví dụ như là mình có một môn là môn International Finance, tài chính quốc tế, thì cái môn đấy mình sẽ học về kiểu flow và tiền tệ các thứ, về capital structure này, xong rồi là FX exchange các thứ. Mình tự nhiên không biết tiếng Việt là cái gì, mình học bằng tiếng Anh nhiều lắm rồi mình chẳng biết tiếng Việt tài chính là cái gì, đấy, nói chung là đấy, những cái đấy thì những cái đấy thầy dạy và thầy yêu cầu là phải nhớ tất cả những cái lý thuyết đấy. Đến phòng thi mình sẽ phải bung những cái lý thuyết ra vào trong bài thi. Thế thì online này thì nhớ được gì đúng không, vì gì phải nhớ. Nên là trong cái quá trình mình ôn thi ấy, thì kỳ 2 này mình không giống kỳ 1 là chỉ có 2 tuần để ôn thi, và mình có 3 tuần gì đấy, 4 tuần. Thì ngay cái ngày mà corona nó ập đến và trường mình đóng cửa ấy, thì mình đã ôn thi ngay từ ngày đấy rồi. Và mình kết thúc ôn thi trong vòng thời gian khá là ngắn, 2-3 tuần gì đấy. Và sau khi mình ôn thi xong còn phải tận gần 3 tuần mới đến ngày thi. Thế nên là mình mới lòi ra kênh YouTube này. Bởi vì mình đã ôn thi xong hết rồi, mình chẳng biết làm gì nữa. Đấy, thì đến ngày thi thì mình nghĩ là sao? Ôn thi thì mình không phải ôn theo kiểu học thuộc đúng không? Mình sẽ ôn theo kiểu hiểu vấn đề, từng slide một có ý nghĩa gì. Mình làm lại từng một bài tập một, tất cả các bài tập mình làm hết rồi mà vẫn còn tận gần 3 tuần. Tức là bởi vì mình không phải học thuộc nữa nên là cũng đỡ mất thời gian. Nên là đến phòng ngày thi thì mình nghĩ là ôi giời, thi online này có cái mẹ gì đâu đúng không? Bởi vì đề thi nó cho cái gì thì viết cái đấy thôi, cho vào phần nào thì dở phần đấy ra mà chép đúng không? Không phải như thế đâu các bạn ơi, trời đất ơi. Đây, mình sẽ nói cho mọi người nghe môn đầu tiên của mình. Thôi, trước khi mình nói cái này thì mình sẽ nói cái cấu trúc thi nhá. Ngày 22 tháng, cái này cấu trúc thi nó sẽ khác với các khóa tài chính, các khóa thạc sĩ khác nhau. Thì khóa finance của mình là khóa nổi tiếng là thi nhiều, là thi khó rồi. Và thi rất là căng.
mình ấy, như là lịch thi của mình đó là ngày 22 tháng 4 mình sẽ có môn thi đầu tiên vào lúc 9 rưỡi sáng. Hai ngày sau là 22 tháng 24 tháng 4 mình sẽ có môn thi thứ hai vào 9 rưỡi sáng, nghĩa là môn đầu tiên của mình nó sẽ có tròn 2 ngày từ 9 rưỡi sáng 2 tháng 4 đến 9 rưỡi sáng 24 tháng 4. Thì mọi người tưởng tượng thực ra mình chỉ có 2 ngày thôi đúng không? Bởi vì ngày 9 rưỡi sáng 2 tháng 4 mình làm đến tối. Sáng sau ngày 23 mình làm đến tối là mình phải nộp rồi. Chứ 9 rưỡi sáng ngày 24 tháng 4 thì còn làm được cái trò trống gì? Bởi vì sáng hôm đấy mình vừa nộp bài cũ nên mình có bài mới nó mở ra rồi đúng không? Thì ai sáng dậy sớm một lần ngồi làm bài nữa, thế nên là mình chỉ có làm đến tối hôm trước thôi. Còn như mỗi một bài thi mình sẽ có từ 9 rưỡi sáng đến tối và ngày cả ngày hôm sau. Đấy. Và mình có 6 bài, 5 bài thi. Và 5 bài thi nó chạy liên tiếp như thế cả ngày. Thật ra mình có một ngày ở giữa thì nghỉ nhưng mà ngày đấy cũng không quan trọng lắm. À, đây, và môn đầu tiên của mình là môn Private Equity. Ở nói tiếng Việt, nói tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt đó là Private Equity. Thì cái môn này là môn được cảnh báo trước, đó là môn học rất khó. Thứ nhất là môn học nó đã khó rồi, bởi vì môn học này không có các tài liệu chính ạ. Mà tài liệu nó là do thầy giáo của mình là partner hay là người sáng lập ra một công ty gì đấy về Private Equity ở bên Ireland này viết quyển sách ra. Và mình học theo quyển sách của thầy, bởi vì không có tài liệu trên mạng mà thầy tổng hợp từ thế nên 10-20 năm làm việc của thầy ấy. Và thầy là một người yêu cầu rất cao. Tuy nhiên là mình thấy cái môn này học thì mình phải nói thật đó là môn này mình học xong mình biết thêm rất nhiều về ngành Direct Lending hay là Private Equity cái thứ mà ở Việt Nam rõ ràng là mọi người không học những cái này. Thì mình thấy là tội gì mà mình không đăng ký đúng không? Với lại là mình nghĩ chắc là mình học chăm cái này thì cũng không được điểm thấp đâu. Trời ơi, nhầm các bạn ạ. Mình đăng ký cái môn này khó kinh khủng khiếp. Thực sự cái môn học này nó rất rất là khó. Mà cái ngày thi thì thầy giáo có bảo là ok bây giờ tôi không thích cái kiểu là thi online này đâu. Mà đáng ra là tôi cho các anh chị thi hai kỳ thi, nhưng mà tôi đã bị ép là phải ghép vào một kỳ thi rồi. Mà kỳ thi này tôi thiết kế là chỉ cho anh chị làm trong vòng vài ba tiếng thôi. Nên là bây giờ các anh chị có tận 2 ngày thì các anh chị thoải mái mà làm đi nhá. Ôi các bạn ơi, đấy, lúc đề ra mình là người duy nhất trong đám bạn mình ngủ đủ 8 tiếng trong vòng 2 ngày thi. Có một đứa bạn mình người Ấn Độ thì ngày đầu tiên thì vẫn ngủ đủ tí, ngày thứ hai là thức trắng cả đêm. Một đứa người Irish bạn mình ngày lên ấy không ngủ tí nào trong 2 ngày thi luôn. Nó thi xong ấy, thì cái ngày 24 nó lại không có môn đề, nó lại không có môn thi đấy, với môn đề môn tự chọn nó ngủ nguyên ngày hôm đấy. Và cái môn này nó yêu cầu rất cao, mình phải thầy đưa ra một cái đề dài 21 trang giấy, trong đó thì có 16 trang trên 21 trang ấy, là các dữ kiện để mình lập một file Excel có 6 tab, 7 tab gì đấy, mỗi tab là ít nhất phải hơn 200-300 dòng. Và mình phải model được cái việc mà cái private equity mua một cái công ty khác thì nó phải dự đoán trước là sau khi mình mua xong thì mình cái cash flow thì cũng sụp là nghèo lắm, nên không muốn nói cụ thể vì nó hơi technical. Sau đó thì mình có 23 câu hỏi, trong đó thì có 16 câu là calculation. Mà calculation nằm trong Excel luôn mọi người, Excel là những cái formula nó liên quan đến nhau. Khi mình xây một cái file Excel ấy thì dụ như mình sai số ở dòng 1 thôi thì nó sẽ sai hết các số ở dòng tiếp theo, bởi vì mình sai số từ những cái dòng đầu thì nó liên hệ hết với nhau rồi. Thì câu hỏi của thầy toàn kiểu là anh cho tôi biết là cái OI 210 ở tab 1 đáp án là gì, OK 300 ở tab thứ 6 đáp án là gì, mà mình sai O 1 thì mình sai luôn cái O 300 nên nói là gì nữa. Sau đó thì 16 câu như thế, 7 câu còn lại là tự luận. Mà tự luận thì toàn là những câu mà nó không nằm trong sách, không nằm trong slide, mà không có tài liệu trên mạng thì toàn phải ngồi nghĩ các thứ rồi vận dụng hết cả neuron thần kinh. Cũng như coi sau 2 ngày đầu thi là mình mất hết cả năng lực, không có một tí gì, thực sự là bù xù tóc rồi, rất là khủng khiếp. Đến môn thứ hai thì môn này cũng là một sự thảm họa. Môn đầu tiên ấy mọi người cảm giác như 21 trang đề thi nó không có ngon nghẻ như mọi người nghĩ đâu, bởi vì đề thi đấy thầy gửi ít nhất là 5 cái email bị sai dữ liệu trong đề. Đã sai 5 lần cái email rồi, mỗi email không phải là một lỗi, nhiều lỗi. Và sau 5 cái email đấy mình phát hiện thêm 6 cái lỗi sai trong đề nữa. Mình email thầy, mình bảo là thầy em phát hiện 6 cái lỗi sai này, bây giờ thầy giải thích cho em xong rồi em sẽ bắn cái giải thích của thầy vào group lớp, thì các bạn sẽ biết được là như là bọn em sẽ làm đề tiếp. Thầy chỉ giải thích cho mình 2 cái lỗi sai thôi, 4 lỗi sai còn lại nó sai lè ra, thì thầy bảo là anh tự đi mà làm. Mình cũng biết tự đi mà làm, mình làm gì mà đi. Có một cái lỗi sai nó còn đến cái kiểu là cái gì nhỉ, tôi cho anh 8 quả táo, chúng ta có 4 người trong phòng, chúng ta sẽ chia đều số táo cho mỗi người, vậy mỗi người sẽ được 1 quả. Cái đề là như kiểu như thế luôn. Mà mình bảo là thầy ơi, cái này nó dành nó sai rồi. Thầy không trả lời. Thế là mình phải theo cái phương án 1 quả của thầy. Mình bảo thôi thà là mình theo thầy sai còn hơn là mình tự tính. Bởi vì thầy rất là
rất là chặt chẽ và thầy chỉ thích là theo thầy thôi. Ok fine, theo thầy. Đấy là môn đầu tiên. Môn thứ hai nó còn tồi tệ hơn mọi người ạ. Môn thứ hai cái đề thi nó còn sai bét trong cái đề thi luôn. Mà môn thứ hai ấy, mình còn bị trước cái môn thứ hai là mình là môn Financial Modeling and Scenario Analysis, nghĩa là môn lập mô hình tài chính và phân tích các scenario. Mình học bằng tiếng Anh nhiều lắm, mất tiếng Việt rồi. Đấy thì cái môn này ấy, trước khi thi hai, một tuần, hai tuần, thầy có bảo là bây giờ tôi sẽ tổ chức một cái buổi Zoom, tôi sẽ giải đáp hết tất cả câu hỏi của các anh chị. Ok, thì bây giờ các bạn hỏi rất là cụ thể, bởi vì các bạn bảo là trong vòng 4-3 đến 4 năm trước bọn em xem đề thi những năm trước ấy, thì bọn em thấy là thầy thường ra đề theo cái pattern này, nghĩa là câu 1 luôn vào cái phần này, câu 2 luôn vào phần này. Cho bọn em hỏi lần này là có như thế không, đúng không? Thầy bảo là tôi lần này tôi sẽ phải thay đổi, bởi vì là thi online rồi, nhưng mà tôi sẽ nói luôn cho các anh chị là đề nó vào cục này nó sẽ có những từng này câu và như thế này. Cái ngày thì nó khác hết tất cả những cái nó khác hết, nó không giống một tí nào những cái gì thầy nói luôn. À, thực ra nó không phải là khác hết mà nó có khác 75%, nhưng mà thấy nó khác quá nhiều rồi. Thì xong rồi để thi thì thầy bảo là ra ít lắm, nhưng mà đến lúc mình làm thì là 24 câu. Ôi trời ơi, xong rồi đề thi có một câu cuối cùng, đó là câu dựa trên data mà các anh chị đã biết của 10 cổ phiếu, bây giờ các anh chị hãy lập cho tôi một cái covariance variance matrix các thứ, xong rồi email lại cho tôi. Thế là lớp mình xôn xao lên. Thứ nhất là data là data đâu, làm gì có biết data nào. À, thứ hai đó là email lại cho tôi là email kiểu gì. Chẳng lẽ lớp mình cái môn đấy mình có 136 học sinh trong học môn đấy, 136 cái email, thầy biết đứa nào là đứa nào mà giống đúng không? Thế là mình gửi email thầy bảo là thầy bây giờ phải có một cái gọi là structural gì đấy để cho bọn em gửi, ít nhất gửi email thầy phải có cái thứ nhất là bài phải có data đã, thứ hai là email nó phải có cái format gì đấy thì mới phân biệt được bọn em chứ. Không trả lời. Thế là cộng với việc là cái đề thi môn đấy trong 2 ngày thì thầy gửi bao nhiêu cái email là tôi lại sai dữ liệu câu này câu kia, chỗ này số này phải là cái này thế kia. Ôi giời ơi, đến lúc mà mình làm xong môn đấy, nghĩa là 9:30 sáng 24 thì mình đã làm xong bài đấy vào sáng hôm sau rồi. Thì mình chuẩn bị nộp bài thì bắt đầu thầy gửi một cái email đó là để lại xem tiếp. Các anh chị làm lại. Thế là tôi lại mình làm bài làm lại. Mình quên vãi cả chứ. Thế là thôi, nói chung là cái môn đấy mình thấy ít ra là mình đã qua cái môn đầu tiên là cái môn khó nhất rồi, nên những cái môn sau nó dớ dần như thế thì mình vẫn qua được, không có vấn đề gì. Xong rồi đến môn thứ ba là môn mình rất là thích, đó là môn Portfolio and Wealth Management, là môn quản lý portfolio và quản lý tài sản. Thì môn này nó liên quan đến tất cả mọi thứ, mình thấy nó liên quan đến tất cả mọi thứ về mặt trong CFA, đặc biệt là CFA level 3. Bởi vì cái môn này, đề thi của môn này thầy bảo là chính là đề thi của CV level 3. Mình phải ngồi mình, ví dụ như là mình thiết kế một cái portfolio cho một gia đình, ví dụ như là mọi người tưởng tượng như là gia đình của ông John với cả bà Mary 62 tuổi rồi, hai ông bà muốn retire là cái gì nhá, như kiểu về hưu, ở về hưu đấy. Thì xong rồi hai ông bà đấy có hai đứa con, thì xong hai ông bà đấy có một bố của Mary là bà vợ ấy, thì già rồi 80 tuổi rồi, thì bây giờ cần phải mỗi một tháng thì cần phải có 1.000 tiền insurance caring cái đấy. Hai ông bà mỗi một tháng thì tiêu từ này đấy, thuế là từ này, inflation là từ này. Bây giờ các anh chị xây cho tôi một cái gọi là portfolio với cả một cái investment recommendation. Thì môn này mình thấy rất là hay, bởi vì nó liên quan đến tất cả mọi thứ, liên quan đến cổ phiếu, liên quan đến trái phiếu, liên quan đến alternative investment, tất cả mọi thứ trong tài chính. Mình rất là thích môn này, nhưng mà môn này chính vì thế mà để làm được bài môn này và cả những môn trước nữa, nhưng mà đặc biệt là môn này mình phải đọc gần 50 cái research trong vòng 2 ngày và mình viết gần 6.000 từ trong vòng 2 ngày. Bởi vì cái đề thi này thầy giới hạn 6.000 từ thì mình viết gần 6.000 từ luôn. Và dù câu hỏi mình thấy rất là hay, nhưng mà thực sự là mình làm từ 9:30 sáng đến tận gần 8:30 sáng hai hôm sau. Nghĩa là mình chỉ nộp bài thi trước một tiếng thôi, mình rất là mệt. Nhưng mà mình thấy rất là thích môn này. Đến môn thứ tư kỳ này, đó là môn Advanced Statement Analysis, nghĩa là môn phân tích báo cáo tài chính nâng cao, môn phân tích báo cáo tài chính mình đã học kỳ trước rồi. Thì môn này nó nâng cao hơn, nó liên quan đến cái chỉ số nâng cao hơn. Thì nói chung môn này mình thấy ổn, bởi vì thực ra môn này cũng rất là khó, đề thi không có trắc nghiệm mà cũng là 25 câu tự luận, hỏi về rất cả mọi mặt trong báo cáo tài chính. Thì chung mình thấy là môn này ổn và mình cũng kết thúc đề thi sớm, sáng 9:30 sáng thì tối hôm sau, chiều sau mình đã làm xong rồi, cũng soát xét các thứ và cũng đọc gần 20 cái research bên ngoài. Nói chung là cũng không khó lắm, mình thấy môn này không khó lắm. Và đến môn cuối cùng là môn khoa, môn này là môn rất là buồn cười và mình phải nói cái môn này mới được. Nói chung là môn này là môn International Finance,
tài chính quốc tế. Thì như nãy mình nói là thầy của môn này rất là thích là phải làm chẳng chặn những theo gì thầy nói. Nghĩa là tôi đã dạy các anh nó là ví dụ như là capital structure của một công ty, nó đi từ ví dụ công ty muốn đi vay, muốn raise capital thì công ty có thể lựa chọn đó là phát hành trái phiếu, hay là công ty có thể đi phát hành cổ phiếu các thứ. Thì bây giờ công ty nên chọn theo hướng nào ạ? Tôi dạy các anh chị theo tài liệu của tôi, nó là 10 dòng. Các anh chị phải làm đúng 10 dòng của tôi. Nếu không viết hơn 11 dòng thì trừ đi. Và bây giờ có nghĩa là thầy bắt là viết xuống hết những cái gì thầy dạy. Thế nhưng mà bây giờ thi online giờ thì chẳng lẽ bị copy paste rồi. Hay là trước ngày thi thì thầy bảo là các anh chị không được copy paste tôi, mà các anh chị phải viết theo hướng khác. Tuy nhiên là tôi cho phép các anh chị cái gì đây? Tôi cho phép các anh chị là được reference bên ngoài. Thực ra là mình hỏi email hỏi thầy là thầy có được, em có được reference không, thì em sẽ đọc thêm cái research bên ngoài và em cho thêm vào. Thì thầy bảo là ok, anh thích reference thì reference, tôi cho phép. Nhưng mà để thông qua đề thi, thầy có một câu trong đề thi là đề thi không yêu cầu online access cái gì đấy. Và bạn mình có email hỏi thầy thì bảo là cấm được reference bên ngoài. Mình kiểu không biết phải làm nào luôn. Cũng may là bạn mình nó cũng nói cho mình biết, chứ không là mình mua reference rồi chết rồi. Và đề thi thì cũng dài, cũng khá là dài, cũng hỏi về nhiều vấn đề. Nói chung mình thấy môn này cũng hay. Nó cũng nói về nhiều vấn đề lắm, cũng liên quan đến FX các thứ, foreign exchange này, rồi xong rồi nó liên quan đến cái gì, liên quan mình thích cái gì mình quên hết rồi. Nói chung là cũng liên quan mấy cái liên quan đến công ty, cổ phiếu, trái phiếu các thứ, capital structure này nọ, xong rồi là các quỹ tiền tệ này kia. Thì môn này chỉ từ sáng ra đề và 10 giờ tối mình đã làm xong rồi. Mình làm xong môn thi này ngay trong một ngày. Và mình viết không biết là bao nhiêu đề, gần 3.000 từ. Bởi vì sao? Bởi vì không cần reference bên ngoài. Không cần reference bên ngoài thì không phải đọc tài liệu trên mạng. Thì nghĩ gì viết đấy thôi. Đơn giản đúng không? Có môn thứ 6 thì kỳ này mình chọn một cái môn. Môn đấy là môn duy nhất trong khóa tài chính không phải thi, mà sẽ là viết luận. Là môn tâm lý khi trading. Môn này là môn học về tâm lý. Khi mà mình chơi chứng khoán ấy, thì mình có những tâm lý như thế nào. Thì mình khá là thấy môn này khá là buồn cười. Bởi vì khi môn này được thiết kế học theo kiểu là trong vòng 3 ngày, thiết kế học trong vòng 3 ngày thôi. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 8 tiếng một ngày, học trong vòng 3 ngày, 24 tiếng. Và không có thi. Và bởi vì là trong khi mình học thì mình đã được trade các thứ rồi. Và đến bài thi của mình đó là em ấy tả lại diễn biến tâm lý khi trade của em. Là nói thì tôi cũng đùa thôi, nhưng mà nó cũng liên quan đến academic, nhưng mà nó cũng nói nhiều về behavioral analysis, behavioral finance. Thì mình thấy cái việc là tài chính, tâm lý trong tài chính nó rất là hay. Và đề thi môn này thầy chỉ bắt viết 1.000 từ thôi, nhưng nó phải thực sự cô đọng và phải nói về những cái gì em đã học được trong 3 ngày rồi. Cũng phải trả lời một câu hỏi, đó là vì sao cái active fund management lại underperform so với passive fund management. Cái này nói này dài lắm, khó hiểu lắm. Nhưng mà nói chung là vì sao mà những cái fund ấy, những cái nói chung là những cái thằng đầu tư, những cái thằng investor, những cái thằng management của những cái quỹ lớn mà nó thích trade, nó thích nhảy ra nhảy vào. Ví dụ tính kiểu là hôm nay tao thấy Vietnam Airlines tụt 80% thì tao sẽ nhảy vào Vietnam Airlines, vì tao biết chắc chắn Vietnam Airlines tăng. Thì xong đến ngày mai thì em thấy Vietnam Airlines tụt thêm 10% nữa, lại ao ra trước nhảy sang tập khác. Thì những cái thằng như thế theo số liệu cho thấy đó là trong vòng 10 năm vừa rồi, thì những thằng ấy thường thua những cái thằng mà passive fund management, nghĩa là những thằng nó mua ETF. Không nói cái này nữa đấy. Nói chung là môn đấy mình chỉ việc viết 1.000 từ, và môn cho phép là viết từ ngày 15 tháng 3 đến 30 tháng 4. Thì mình đã viết xong vào ngày 17 tháng 3. Để đi cái gì mình làm luôn. Mình xong rồi kiểu làm ra mình chả biết là phải làm gì nữa. Nên là mình ôn thi, mình ôn trong vòng 2-3 tuần xong rồi chả biết phải làm gì, vì 3 tuần nữa mới thi. Hay làm YouTube. Chả biết là video này dài đến bao nhiêu lâu rồi, trời. Chắc là dài lắm rồi, nhưng mà thôi lần chút nữa kể chuyện cho vui thôi. Đấy, cả hôm nay là mùng 2. Thì theo bên Ireland này là mùng 5 ấy, là mọi thứ sẽ hết lockdown. Bên mình là lockdown từ ngày 12 tháng 3, cho mọi người xem clip trước mọi người biết. 12 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 là gần 2 tháng đúng không? Và đến hôm qua thì Thủ tướng tiếp tục đã ra lệnh đó là lockdown thêm 2 tuần nữa, đến ngày 18 tháng 5. Và đấy, từ ngày 18 tháng 5 thì Thủ tướng đã có một cái kế hoạch nó cực kỳ là chi tiết. Mình nhớ cái file PDF về chục trang và nói rất là cụ thể là những ngành business này sẽ được mở vào ngày nào, và phải nó cụ thể lắm. Nhưng mà đại loại trong một vài cái nó như thế này, đó là mùng 5 nó sẽ mở mọi thứ đúng không? Thì một cái điển hình duy nhất mà người ta đã mở sau mùng 5 cho mình ấy, đó là thay vì 2 cây mình được đi bộ xung quanh nhà, thì mình được đi bộ 5 cây từ nhà trở đi. Và những người bị yêu cầu ở nhà cách ly cũng đã được ra đường ngày mùng 5 tháng 5.
Sau đó thì là mọi thứ vẫn phải tiếp tục, như kiểu là mọi thứ vẫn social distancing, vẫn để giữ khoảng cách 2 mét các thứ, vẫn và phải rửa tay thường xuyên này. Với lại là cái yêu cầu là phải đeo khẩu trang thì vào ngày 18 tháng 5 sẽ được viết cụ thể và thông báo cụ thể cho mọi người. Bên này bắt đầu yêu cầu phải đeo khẩu trang rồi, và bắt đầu những cái cửa hàng cũng bắt đầu bán khẩu trang nhiều hơn với giá khá là đắt, bởi vì là cầu sắp lên, chúng nó cứ tăng thôi, tăng giá thôi, vì ta giá nào chúng nó chẳng mua, đúng không? Và có 5 pha, phase tiếng Việt là pha giai đoạn, là 5 giai đoạn. Và từ ngày 18 tháng 5 thì mỗi một giai đoạn là 3 tuần đấy, sao nó kéo dài đến giai đoạn thứ năm là mùng 10 tháng 8, gần đúng sinh nhật mình. Thì từ 18 tháng 5 đến mùng 10 tháng 8, 5 giai đoạn, mỗi một giai đoạn là 3 tuần, và chỉ chuyển các giai đoạn khi mà thấy có dấu hiệu tích cực. Nghĩa là nếu mà giai đoạn 1 mở ra nhá, mở nhẹ nhàng các thứ, gần như không có gì mở ra lắm đâu trong cái giai đoạn 1 này, mà số case mà tăng lên, quay lại giai đoạn 1, không mở giai đoạn 2 nữa. Đấy, nếu mà có risk các thứ thì mọi thứ sẽ phải làm lại. Tính đến ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 thì Ireland đã có gần 21.000 ca rồi, như là 20.833 ca. Và số người chết là 1.265 người. Đấy, thì nhưng mà cái curve ấy, cái đường cong mà những người mà bị nhiễm ấy, thì nó đã flatten, nó gọi là gì nhỉ, cái nghĩa là cái số người bị nhiễm ấy nó bắt đầu nó giảm dần rồi, nó không còn tăng theo cái nó không tăng vọt lên như đấy, bắt đầu nó sẽ như thế này dần. Thì mình cũng hy vọng là sắp tới mọi thứ nó cũng sẽ mở ra dần. Nhưng mà có một tin buồn, đó là restaurant này, và những các nhà hàng ăn ấy, đến cuối tháng sau nó mới mở, và cửa hàng cắt tóc cuối tháng sau nó mới mở. Đấy, thì đấy là một cái tin buồn. Thì chắc là ngày ngày mai có thể, ngày hôm nay mình sẽ nhờ một em cùng nhà cắt tóc cho mình, không biết nó cạo chọc cái thứ nào mình không biết, nhưng mà mình không thể chịu nữa rồi. Thôi buồn chuyện thôi, vì mình thấy, mình nghĩ là mình có thể nói được tất cả mọi thứ, cũng không có gì nói nữa, nhưng mà càng nói là càng thấy ra nhiều thứ. Mình có khi lại làm những clip này tiếp nhỉ. Chắc là cũng chả ai xem mấy clip như này đâu, bởi vì mình nói linh ta linh tinh, chủ yếu là để sau này mình ngồi mình xem lại thôi. Bởi vì cái việc thi online như này, mình thấy cái gì mình nghĩ, mình cảm giác ở trong đầu ấy, mình cảm giác trong lúc thi rất là hay. Bởi vì cái việc mà cầm một cái đề thi nó rất là có cái cảm giác nó rất là hay, nhưng mà cầm cái đề thi mà lại ngồi ở nhà này, hay là ngồi trong bếp này, vừa làm này, mọi người lại ăn xung quanh, buồn cười lắm. Nên là chắc là mình sẽ nhớ cái cảm giác này mãi đấy. Thế nên là mình quay clip này. Thế thôi, không nói linh tinh nữa. Tạm biệt mọi người. Và hôm nay thứ bảy rồi, đúng là mình cũng nghĩ là thứ sáu, sáng thứ sáu nó ra đề thi, thì sáng chủ nhật nó sẽ đóng đề thi, và ngày chủ nhật là ngày chẳng hôm đấy mình sẽ gọi là party tưng bừng trong phòng. Nhưng hôm nay là thứ bảy rồi, mình đã làm xong từ hôm qua rồi, thế nên là chắc là hôm nay mình sẽ đi siêu thị các thứ, mua mấy cái món gì đấy ăn uống cho nó tưng bừng. Và tối hôm nay thì mấy anh chị em Việt Nam cùng nhà mình ấy sẽ tổ chức xem mắt biếc. Mình sẽ được xem mắt biếc các bạn ơi, mặc dù mình cũng chả thấy hào hứng lắm, nhưng mà chả thích thú gì xem ngạn với cả Hà Lan lắm đâu, nhưng mà nói chung là cũng là một cái giải trí hay ho sau cái thi, đúng không? Ok. Vui quá. Thôi, tạm biệt mọi người. Hình như là mình nói nhiều quá rồi. Thôi, ai xem đến đây chắc là trời ơi, mình cảm tạ mọi người hết sức. Bye bye.